Dimensity 9200 đã xuất hiện. Chúng ta mong chờ đây sẽ là một con chip gọi là bạo chúa, mà mình đã từng làm một video để nói về con chip này rồi ở thời điểm nó ra mắt. Với Dimensity 9200, không chỉ có tiến trình 4 nanomet được sản xuất là N4P, chúng ta còn có rất nhiều những công nghệ mới và kèm theo là một công nghệ đã có trên thị trường rồi, đó là Ray Tracing. Tuy nhiên, chúng ta đặt ra một câu hỏi là Ray Tracing ở trên smartphone bây giờ nó có thực sự là hữu dụng hay không? Khi mà ở thời điểm hiện tại thì những dòng sản phẩm Android hỗ trợ Ray Tracing nó vẫn chưa quá nhiều, mặc dù là cái thư viện Vulkan của chúng ta đã có rồi. Vậy thì Ray Tracing ở trên Dimensity 9200 nói riêng và nói chung ở trên cả những dòng như là Exynos 2200 nữa, nó có thực sự hữu dụng giống như chúng ta mong đợi hay không? Hãy cùng mình phân tích thật sâu trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Việc các bạn có Ray Tracing hay không thì còn phải tùy thuộc vào từng mẫu máy các bạn mua nha. Thì chỉ có duy nhất một dòng sản phẩm trên thị trường, đó là con Exynos 2200 ở trên cái chiếc smartphone là Galaxy S22 Ultra, chúng ta mới có cái tính năng này mà thôi. Và cái con máy này thì hiện tại chỉ có ở thị trường châu Âu. Cuối tháng 12 này thì mình cũng sẽ có đi công tác ở thị trường này. Mình sẽ mua một con Exynos 2200 về để nhìn lại sau một năm, để mà so sánh với Snapdragon 8 Gen 1 và 8 cộng Gen 1 thì sẽ khác biệt như thế nào. Nhưng rõ ràng là những cái phản hồi từ thị trường châu Âu và cả những người đã làm review con máy này với Ray Tracing nó không thực sự là khả quan lắm. Cá nhân mình khuyên là các bạn nên lựa chọn những con có 8 cộng Gen 1. Ví dụ mình tham khảo ở Di Động Việt chẳng hạn, Galaxy Z Fold 4 5G 512GB mức giá chỉ là 39.990.000. Cả Z Flip cũng có mức giá đã chạm ngưỡng là khoảng 19-20 rồi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn đi theo cái phương hướng truyền thống hơn thì iPhone 14 Plus là một con máy nó trung hòa được tất cả mọi thứ như thế. A15 Bionic cực kỳ mát mẻ ở trên một con máy như thế này, đầy đủ nhân GPU và tất cả mọi thứ đều rất là mạnh mẽ, chứ không cần phải quá mong chờ chúng ta có công nghệ này công nghệ kia ở trên cái nhân GPU chúng ta cả. Ok, quay trở lại với Ray Tracing. Ray Tracing hay chúng ta dịch nôm na sang tiếng Việt là kỹ thuật dò tia. Đây là một kỹ thuật tạo ra hình ảnh bằng cách là dò đường đi của ánh sáng thông qua những cái điểm ảnh trên một mặt phẳng và mô phỏng hiệu ứng của nó khi tương tác với những cái vật ảo xung quanh. Và nó sẽ không chỉ hỗ trợ với một luồng ánh sáng từ mặt trời mà nó còn hỗ trợ với tất cả những luồng sáng phản xạ từ những cái cảnh vật trong môi trường đồ họa nói chung của chúng ta nha. Ví dụ các bạn xem một tựa game này, đây là bật Ray Tracing, đây là tắt Ray Tracing. Khi mở Ray Tracing lên, các bạn thấy rằng từng cái cảnh vật của chúng ta đều có khả năng hấp thụ phản xạ chi tiết về ánh sáng, về đồ họa, về phản xạ đều tốt hơn rất là nhiều. Nó chân thực hơn rất rất nhiều và giúp cho các bạn có một môi trường gaming giống như ở ngoài đời thực. Đổi lại thì Ray Tracing sẽ tốn vô cùng nhiều điện năng, tốn vô cùng nhiều năng lượng của máy tính của các bạn. Ray Tracing nó chỉ khởi sắc từ khi NVIDIA nó ra mắt cái card đồ họa RTX 20 series mà thôi, với những cái nhân RT, RT hỗ trợ cho hiệu ứng như thế này để giúp cho chúng ta có một cái khả năng đổ bóng nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó là về lý thuyết rồi. Thế bây giờ Ray Tracing nó hoạt động như thế nào? Chúng ta không chỉ nói về game, không chỉ nói về các yếu tố đồ họa, CGI thì Ray Tracing vẫn hỗ trợ với một cơ chế hoạt động chung. Mục tiêu của Ray Tracing đó là tạo ra một cái hiệu ứng chiếu sáng nó chân thực hơn. Những nơi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào thì nó sẽ được ưu tiên, trong khi những cái nơi khuất lấp hơn một chút thì cái lượng ánh sáng này nó sẽ không được ưu tiên bằng. Đơn giản là vậy. Nếu các bạn nhớ về kiến thức cơ bản của vật lý thì tất cả những gì chiếu đến mắt của chúng ta đều là ánh sáng. Một cái khối Rubik rất nhiều màu như thế này là bởi vì nó đang chiếu ánh sáng màu vàng, màu xanh, màu đỏ đến mắt chúng ta. Một cái vật thể màu trắng như thế này là do nó đang chiếu ánh sáng màu trắng đến mắt chúng ta. Vậy nên tất cả mọi thứ các bạn nhìn thấy ở ngoài đời nó đều phụ thuộc vào ánh sáng. Và nếu như cái ánh sáng này nó được tái tạo một cách chân thực thì tất cả mọi thứ trong game nó sẽ chân thực theo với Ray Tracing. Ray Tracing nó liên quan trực tiếp đến việc là dò hướng đi của một tia, và ở đây là tia sáng, khi nó chiếu vào một thế giới được mô phỏng. Giả sử như là các bạn muốn xây dựng một vật thể này thì việc đầu tiên là phải xác định những cái tia sáng theo dõi theo cái hướng đa giác để có thể tạo nên cái vật thể như thế này. Sau đó có thể tính đến những cái nguồn sáng phụ, những cái nguồn sáng tác động khác, đặc tính của đa giác. Và cái quá trình này nó không chỉ lặp lại với một nguồn ánh sáng mà nó còn được lặp đi lặp lại y hệt với nhiều nguồn ánh sáng khác. Có nghĩa là cái lượng thông tin mà Ray Tracing phải tối ưu, phải tính toán, phải xử lý nó là vô cùng nhiều. Nó phức tạp đến nỗi là cần rất nhiều công thức để có thể dò được từng tia sáng cho cả những bề mặt trong suốt, bán trong suốt, ví dụ như là cả thủy tinh này, cả mặt nước này. Tuy nhiên tất cả những thứ này thì nó đều phải có cái giới hạn phản chiếu nhân tạo, bởi vì sau cùng thì đây vẫn là sản phẩm của thuật toán chứ không phải là thực tế. Ok, đó là Ray Tracing về cơ bản rồi.
Thế bây giờ khi mang Ray Tracing lên điện thoại thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Có một cái điều mà mình muốn các bạn hiểu đó là ở trên Android và trên iOS hay trên bất cứ một cái dòng điện thoại nào thì cái giới hạn phần cứng hiện tại nó còn đang rất hạn chế để chúng ta có thể chạy được thoải mái tất cả những cái công việc nó quá phức tạp ở phía trên. Cụ thể là với những cái dòng sản phẩm điện thoại Android như là Galaxy S2 Series mà mình vừa nhắc ở phía trên, sử dụng Exynos 2200 với nhân đồ họa là XClip 920 dựa trên kiến trúc là RDNA2 của AMD, hay là con MediaTek Dimensity 9200 mình vừa mới nói cũng sử dụng Ray Tracing với cái nhân đồ họa là Mali G715 MC11. Thực chất thì Ray Tracing ở trên những vi xử lý này đa phần sẽ sử dụng và tối ưu ở trên những cái nhu cầu quay phim, chụp ảnh, render video. Tất cả những yếu tố này nó được đưa vào trong quá trình hậu kỳ sau khi chụp ảnh. Ví dụ như là theo Danny Wingate nha, ảnh trên Galaxy S2 Ultra phiên bản Exynos có phần sáng, rõ nét khi chụp ở một vài cái điều kiện ngược sáng, cũng như là chụp chân dung thì nó sáng hơn, chân thực hơn. Đây là kết quả của những hiệu ứng Ray Tracing có sẵn ở trên XClip 920. Và tất nhiên đây là một nhân đồ họa được cung cấp bởi AMD, nên là những yếu tố về xử lý nhân Ray Accelerate đều được cung cấp rất đầy đủ và nó được tối ưu lại với thuật toán của Samsung. Và bằng cách nào đó họ đã khá thành công nhưng chưa thực sự nổi bật, bởi vì người dùng chưa có cơ hội được tiếp cận hay sử dụng với những cái phiên bản S2 Ultra, phiên bản Exynos 2200. Đó là câu chuyện của Samsung và AMD nha. Còn với ARM và MediaTek thì đó lại là một câu chuyện khác. ARM họ đã khai thác hệ thống Ray Tracing ở trên những siêu máy tính từ rất lâu rồi. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì họ mới đưa Ray Tracing vào khai thác ở trên những cái dòng chip MediaTek của chúng ta. Tất nhiên là con GPU mới Mali G715 MC11 ở trên con Dimensity 9200 ấy, nó cũng là một cái sản phẩm có sự can thiệp của Nvidia trong công cuộc là phổ cập Ray Tracing. Sau cùng thì những hãng sản xuất điện thoại hay là những hãng sản xuất chip, tất nhiên họ đều muốn hướng đến những công nghệ mới, muốn hướng con chip của mình trở thành những con chip mạnh nhất có thể. Tuy nhiên rằng mình có thể khẳng định với các bạn, mặc dù là con Dimensity 9200 chưa thực sự ra mắt, nhưng để chúng ta có được những cái khả năng gaming nó thực sự tốt, có cái đồ họa thật sự là tuyệt vời, thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ chưa có trên Dimensity 9200 đâu. Bởi vì đa phần, như mình giải thích ở phía trên, Ray Tracing nó vẫn là cái thuật toán thiên về xử lý hậu kỳ này, xử lý hình ảnh này, xử lý video nhiều hơn là những cái tác vụ gaming của chúng ta. Đó mới là phương diện Android nha. Còn nếu chúng ta nói đến iPhone thì sao? Apple bản thân họ cũng đã có những con chip M series, A series có GPU hỗ trợ Ray Tracing, nhưng mà họ không công bố nhiều bởi vì những công nghệ như thế này vẫn còn quá nhiều thiếu sót ở trên những dòng sản phẩm của họ. Dù công bố hay không, lỗi hay không, ngon hay không thì nó cũng sẽ hoạt động với những cái nguyên lý tương tự mà thôi. Đó là chủ yếu xử lý hình ảnh trong quá trình render, bởi vì Ray Tracing của cái thư viện đồ họa Metal vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa có quá nhiều game hỗ trợ. Vậy nên sau cùng thì nếu các bạn nói rằng là Ray Tracing ở trên điện thoại chỉ lôi ra để khè thôi thì cũng đúng một phần, bởi vì rõ ràng là chúng ta đã thấy những điểm sáng của Ray Tracing trong quá trình chụp ảnh, xử lý ảnh và render hậu kỳ rồi. Thế nhưng mà nói về gaming, rõ ràng chúng ta chưa thực sự làm chủ được Ray Tracing ở trên những dòng điện thoại của chúng ta.